đi. Gặp ngay người quen chưa? Quay cho người ta qua. Đây là Diệu Sĩ Hạnh. Các bạn ngay tên nạn đấy nhá. Rồi, báo cho xong rồi. Gặp tai nạn nhá. Rồi không sao. Du lịch này là một chiếc xe bồn, trong một chiếc xe du lịch. Không sao. Thì trong vấn đề của Vũ thì trong cái xu có cái mày. Giờ xin mời chúng ta về vị trí của chúng ta nhé. Đây, mình lại về tiếp xe của mình. Yo. Rồi, tiếp tục chương trình báo tiếp nhé. Rồi, ok. À, chú về lại anh Tuấn. Lại nhá. Về lại tí. Lại gặp Tuấn. Việt Nam vô địch rồi. Rồi. Đi làm gì? Hay là đi luôn? Xuống đi luôn nhé. Đi làm gì? Mình. Thôi về Tuấn ơi, anh đi luôn á. Có gì anh em mình gặp sau nha. Thôi không ai được. Anh đi theo hành trình thông cảm với anh chứ. Thế anh đang đi bảo. Ừ, bởi nhạc lên. Việt Nam hơn.